bây giờ mình di chuyển ra ngoài này. Em ơi, chuyển qua bên này chứ quay quay solo 5 phút. Bên đây nè. Cái xe nó có dính không ạ? Chồng ly tán phù nhau bởi gió kim tiên. Ôi, nhiêu được rồi, đừng có dài quá. Thế gian lọc lửa khổ đau, hồi kiếp nhân sinh. Rồi giấu lại đừng ca hết bài cũng được. Ôi, quá chắc chắn luôn. Giấu mừng lại, giấu mừng lại. Em hát để cho anh hát. Em hát câu, anh hát câu. Phải nói là bài của tôi mà giờ nó thuộc, mà nó nghe ngày, nó nghe đêm, hắn nghe ngày, nghe đêm. Đi theo Long Kiếp mà giờ không hát được luôn đó. Quá xuất sắc luôn. Em hát còn hát cao kìa. Thôi đừng hát nữa. Không. Nó lộ. Nó lộ em quy hết. Rồi em quy. Cô chú đang không định ngày để đây mình làm cái vườn rau ao cá, cái anh là thích nhà, là sống về các cái nhà sàn á. Đang bị view hơi đẹp luôn. Ha. Anh mua gì em về em làm quản gia nha. Em săn sóc vườn được không? Ok anh. Trồng cây, trồng trái, trồng rau này kia kia nọ đó. Rồi em mở cái văn phòng phân phối của em ở đây luôn. Đúng rồi. Buôn bán sân vườn luôn. Phải không? Cái này nãy ông chị vài bữa ông bán, chị vài bữa ông bán cái miếng này. Đâu? Bán miếng này. Cái này, cái khu này, khu gà, cái khu vực này nè. Nhiêu tiền? 5 tỷ. Tỷ hả? Mấy công? Có nhiêu nè. Tưởng miếng gà chắc không khác xíu. Chú đừng đi á, đừng đi. Ờ, đây là qua tới mấy này. Qua cánh miếng này hả? Vô thuốc trong. Vô thuốc trong 5 tỷ hả? Lụm liền. Suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại. 5 tỷ hơi cao. Suy nghĩ lại. Rộng mà. Trong này 5 tỷ là hơi cao. Mà về đây trồng rau hả Nam ha. Dạ. Mà nãy ông nói biết là cái giá đó ông nói thiệt đó chơi rồi, ông nói cười cười biết. Tại ông tới bảy cao lắm. Ông tới ba khu là còn một khu mà bên cái kiểu nhà hội đồng nữa. Ừ. Cái nhà mình đó. Hoài Thương ơi, lấy lời ra nhắc Hoài Thương ơi. Ủa này kết hội luôn. Ừ. Tối ngày tiếng bồ tọt kêu. Một cái chòi sàn cái bắt đầu để cái bàn. Tối ngồi uống trà nghe tiếng bồ tọt kêu vui lắm á. Rau muống thì nó ngon chảnh lòng. Còn nó cành cành luôn. Đây nè. Không mà rau. Vừa nữa mấy đứa ơi. Mà rau này ăn không được anh ơi. Hả? Rau muống đỏ ăn nó ấy đó. Sao hồi đó anh ăn có rau muống đỏ mà. Đâu cái này mình ăn mình ngắt ngọt à. Bỏ ăn cái đỏ kìa. Bỏ đỏ nó nè. Chứ ăn cái cọng ấy nó đắng á. Mình chỉ ngắt cái đọt bỏ để nó không có bị ấy bị chọc. Cái muốn đồng là phải nhắc đồ bò. Nhắc không? Đang nhắc cho. Mấy người nhắc đồng là quay quay thành đỏ. Ok, nhắc mẹ xin. Người ta đã lập và người ta đã trồng kiểm sẵn là biết như thế nào là đất ở đây nó như thế nào rồi đó. Đúng không? Cái này là
Cho lòng anh tương tư. Em cô bé sầu riêng. Rớt hai cục kia kìa. Dây à. Trừ 500 nha em. Đồ giống như chú Bin nữa. Ủa cái vụ chú Bin có hẹn không ta? Bữa nay trường lương duyên mới được. Gió gì nè. Tôi lại bắt máy lên đi. Vô cũng đúng. Đây là một cái bụng lại tắm chống đầu mọi người. Đây nhà có gió mát nữa. Chồng hải bùi thôi, có ba người mà anh về rồi cho nên mình không quay nhiều sức hình vô chứ mai đâu quay nữa đâu, mai anh về Mỹ rồi. Mai có đi ra sân bay không? Có chứ, tắt nhạc lại quay được nha. Cô là cái tiếng gần gần quay đi ra đây.